Hello anh em, trong cái chuyên mục điểm tin đầu tháng 8 này thì mình sẽ giới thiệu nhanh về một vài cái sản phẩm mới, kèm với đó là những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Đầu tiên là chương trình đặt trước dành cho hai cái mẫu tai nghe True Wireless đang được mong chờ nhất hiện nay. Sony WF-SM5 giá 6.990 được tặng kèm một chiếc loa Bluetooth Sony XE200 trị giá lên tới 2,4 củ. JBL Tour Pro 2 với giá là 5.990 cũng sẽ được kèm theo một loa di động Win 3S đến từ JBL trị giá lên tới 1,5 củ. Mọi người lưu ý giúp mình là chương trình pre-order này sẽ chỉ diễn ra trong vài ngày với số lượng cực kỳ giới hạn, nên nếu bạn thực sự quan tâm thì hãy nhanh tay click vào link phía bên dưới để đặt hàng ha. Tiếp theo đó là sự ra mắt của dòng Studio của thương hiệu iFi. Chuỗi sản phẩm này sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ về màu sắc hoàn thiện cũng như là thông số kỹ thuật để phù hợp hơn cho nhu cầu sản xuất âm thanh. Đầu tiên chúng ta sẽ có chiếc Zencan Studio với giá là 6,5 củ. Đây là một chiếc amplifier thuần được nâng cấp về các phím chức năng và cổng kết nối so với phiên bản tiền nhiệm. Tiếp theo là Zen One Studio với mức giá là 9 củ, một cái bộ đắc am interface thuần có khả năng giải mã chất lượng cao với giao thức đầu vào là Bluetooth và USB-C. Sản phẩm cuối cùng cũng như là cao cấp nhất trong clip này mình muốn giới thiệu đến mọi người là Pro IDSD Studio, một chiếc đắc am kim luôn tính năng interface với công suất khủng và đầy đủ các cổng ăn chơi cho anh em luôn. Giá của em nó là 75 củ. Các bạn đừng quên nhấn like cũng như là theo dõi kênh để xem tiếp những video thú vị đến từ tụi mình ha. Cảm ơn mọi người.